Thưa quý vị, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Hiện các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên sẵn sàng đón học sinh đến trường. Trường Trung học cơ sở Đỗ Thúc Tịnh nằm trên địa bàn xã Hòa Khương. Năm nay được đầu tư trang bị thêm nhiều phòng học chức năng hiện đại, sân bóng đá mini, nâng cấp thư viện. Điều này sẽ giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là đáp ứng được những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trường đã có đủ 19 phòng học lý thuyết và 9 phòng học bộ môn. Tất cả đều được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư trong hai gói nông thôn mới. Và tất cả các phòng học thì cũng đã được cải tạo lại rất là khang trang, sẵn sàng chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới. Thứ hai là các phòng học bộ môn thì nhà trường cũng đã xây dựng cải tạo, đồng thời là cũng đã đổi tên theo từng cái phòng học bộ môn theo cái tên gọi của cái chương trình phổ thông 2018. Mùa hè này trên địa bàn huyện Hòa Vang có 15 công trình trường học được triển khai xây dựng, sửa chữa để phục vụ năm học mới. Hiện nay huyện có đủ số phòng học đáp ứng điều kiện cơ bản trong công tác dạy và học. Những ngày qua các trường trên địa bàn đã triển khai cho giáo viên học sinh dọn dẹp cảnh quan xung quanh, kê bàn ghế các lớp học ngăn nắp gọn gàng nhằm chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trong năm vừa qua thì nhà trường cũng được Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang đầu tư cải tạo lại một số cái hạng mục, thì đến hôm nay thì trường là cơ bản là đầy đủ về cơ sở vật chất, đảm bảo để các em là chuẩn bị bước vào năm học. Trường cũng đang có phòng tin học, phòng âm nhạc. Về phía phòng anh văn thì trường hiện nay là đang thiếu một phòng anh văn. Còn về các cái phòng học đối với lớp 1, lớp 2 thì hiện nay là trường cũng đã trang bị được các cái thiết bị như là TV, máy chiếu để hỗ trợ cho các em cũng như các thầy cô trong quá trình giảng dạy. Dự kiến trong năm học mới 2022-2023, huyện Hòa Vang sẽ đón 7.462 trẻ mầm non, 14.540 học sinh tiểu học và 9.276 học sinh trung học cơ sở. Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên các cấp cũng đã được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nhằm đáp ứng chất lượng trong hoạt động giáo dục. Đặc biệt, triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi do COVID-19, huyện Hòa Vang được phân bổ 131 bộ sách giáo khoa mới. Số sách này sẽ được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện phân bổ đều về các trường.